chào người anh em nhé. Hôm nay tiếp tục lên sóng với người anh em một bộ phối ghép cực kỳ xịn sò giữa một con Mixer Mackey 1202 VL9B hàng 7 Mỹ và một con FXR Lescom MX300 của tập đoàn Harman cũng của Mỹ luôn ha. Đấy, bộ phối ghép này là VIP nhất chương trình luôn anh em. Tiếng nhạc rất là lực và tiếng mic rất là hay. Thì em nói sơ qua về phần DJ ha. Đầu tiên bàn mixer mình gửi hai đường ốc sen hai dây màu đỏ đi vào input của hai con hai đường input Lescom, output hai đường Lescom mình cắm về đường city return. Mình cắm như vậy là để mình vận dụng hai cái nút này cho nó dễ, chứ còn cái bàn mixer này nó là ít line rồi mà cắm đường line như mấy anh em hay nói cắm đường line thì nó sẽ tốn line hơn ha. Mình cắm cái đường city return thì mình vặn hai nút này. Đầu tiên mình kiểm tra cái tiếng mic mọc trước ha. Lên 1 2 lớn tiếng hơn. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đây là cái tiếng mic mọc rất là rõ lời ha, tiếng bánh chép nói rất là trong trẻo. Ở nó mà cũng khả năng rút nó cũng rất là hạn chế không đấy. Và cái con này em để setup là cái kênh Echo cộng Reverb kênh số 1 luôn, theo như anh em là kênh số 1 thì mình sẽ test cái hiệu ứng luôn ha, test hiệu ứng. Thì đầu tiên mình vặn cái ốc return 1 lên này, ốc return 1 lên này nó sẽ là hiệu ứng reverb ha. Lên 1 2 10 hết hết. Anh em nghe sao ạ? Tiếng reverb nó phải nói là sâu thâm thẳm và nó rất là dịu, dễ chịu, nghe rất là êm tai ha. Nói chung reverb của con Lescom 300 này thì tuyệt vời rồi ông ơi trời ha. Rồi tiếp theo là một hiệu ứng nữa. Thì là lúc thứ hai ha, Echo. Em vặn cái ốc City Return 2 lần ha. Echo. Lên 1 2 3 4 5 6 7 tối hát bài ca người ca Hà Nội. Ôi thủ đô yêu sao trong trái tim tôi. Tranh cả tuyệt vời. Phải nói là cái bộ phối ghép này em rất là ưng bụng. Rồi bây giờ mình muốn Echo cộng Reverb thì mình lên hai nút ha, hai nút Echo cộng Reverb lên hai nút cùng lên luôn ha. Echo cộng Reverb. Lên 1 2 1 2 10 quá phê luôn em ha, và nó là cực kỳ phê. Và cái con Mixer Mackey 7 Mỹ này ha, để mua lựa một dòng cơ bản 1202 này ha, nó đẹp như tranh vẽ, nó đẹp thiếu thùng xốp luôn anh em thấy không. Ốc inox rồi còn trắng tinh luôn ha, trắng tinh, trắng như ngọc trinh luôn. Và con này nó có số series đó là 0987 ha, em đọc ngay số series luôn ạ. Anh em nào kết là dứt liền ấy, chứ không phải nói là quay clip nhiều anh phàn nàn mình quay clip, tại vì cái hình ảnh quay qua điện thoại thì nó khác với thực tế tí xíu thôi, chứ không phải khác nhiều. Nó nói sao lên kênh đẹp múc chi cao cào mà gì thế này đó. Điện áp này nó có 3 cấp ha, 100 cho Nhật, 120 cho Mỹ và 24 cho Việt Nam mình ha. Đấy thì cách đấu nối cũng đơn giản vô cùng. Con này giá 5.800.000 ha. Và một con Lescom MX300 cũng đẹp như tranh vẽ luôn. Anh em nhìn cái tai này là biết này. Cái tai nó chưa có chày, chứng tỏ là chưa có bắt vào tụi máy. Nó hàng nó đẹp lắm, đẹp mơ ly luôn. Con này là điện áp 220 luôn ha. Đấy quay cho anh em xem. Điện áp 220 luôn. Cực kỳ xịn sò. Cho cái số series đầy đủ luôn. Đấy, số series nó là 948 luôn đấy. Made in China đấy ha. Đấy. Con này giá 6.000.000 ha. Bộ phối ghép này cực kỳ dễ ý nha. Cỡ như vậy là đi lượm tiền lượm bông thôi. Alo. 1 2. Kết hợp ở chỗ không kịp vần ha. 1 2 10 hết. Rất là hay. Đấy. Con mixer 5.800.000 với một con Lescom 6.000.000 nữa là trên cả tuyệt vời về đón tất tay tất te gần tới luôn ha. Rồi rất cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi clip. Mọi chi tiết liên hệ đặt hàng người anh em vui lòng liên hệ qua địa chỉ này ha. Rồi. Xin chào người anh em.